Xin chào mọi người, video mà mọi người đang xem ở đây được phát trên kênh YouTube của Xe Đạp MB, nơi chuyên bán mấy cái dòng xe Nhật bãi. Và ngày hôm nay thì đây là một cái chiếc xe Breton Abet. Mấy cái dòng xe Abet này thì chắc nhiều người chưa biết là nó sử dụng dây cura thay vì sử dụng xích. Bây giờ để mình giới thiệu cụ thể hơn cho mọi người xem. Cấu tạo khung sườn của nó là khung sườn nhôm và nó có phần dây phanh với lại dây đề âm vào trong khung sườn. Xe là xe Nhật bãi cho nên là trên xe nó vẫn còn đầy đủ mấy cái tem nội địa tại Nhật. Rồi thêm một cái chi tiết nữa là cái màu sơn của chiếc xe này đã được tút lại toàn bộ rồi. Màu sơn mọi người đang thấy là không phải màu sơn zin của chiếc xe. Xe nó có 3 tốc độ số âm ở bên trong cái đùm Shimano ở ngoài sau. 3 tốc độ số nặng và nhẹ khác nhau để mọi người lựa chọn. Ngoài sau thì nó có cái đèn cảm biến rung động. Khi mà mọi người di chuyển nó rung á, là cái đèn nó sẽ nhấp nháy. Còn nếu mà mình không sử dụng, mình để nó đứng yên thì một chút cái đèn nó sẽ tắt. Yên xe là yên zin nhưng mà cái da yên mình đã bọc lại rồi. Và cái da yên mọi người đang thấy nó không phải là zin của chiếc xe này. Khi đâu có tăng bằng nhôm và trên đây được trang bị cái tay vặn mang thương hiệu Shimano, ứng với 3 tốc độ số của cái đầm ở phía bên dưới. Còn bên đây là cái chuông. Cái chuông rất là đặc trưng của dòng xe Nhật bãi. Mấy cái xe mới thì nó không có được mấy cái chuông đó đâu. Rổ xe là loại mới mình lắp thêm vào, nó không phải là rổ zin của xe. Ngoài trước này thì nó có cái đèn cảm biến. Ở phía dưới cái đèn là một cái đùm. Đùm này đóng vai trò là cái dynamo phát điện. Khi mà mọi người di chuyển, nó sẽ cấp điện cho cái đèn cảm biến phía trên. Rồi cái đèn nó phát sáng. Vành xe là inox và cam xe nó cũng là inox luôn. Và nó không có bị rỉ sét. Đùi dĩa của xe là đùi dĩa nhôm. Bây giờ thì mình sẽ quay qua phía bên còn lại của chiếc xe để mọi người xem cho rõ. Ở bên kia thì mọi người sẽ quan sát được là nó có được cái khóa truyền. Khóa truyền nghĩa là khi mà mọi người khóa ngoài sau, cái cổ xe phía trước nó cũng sẽ khóa theo luôn. Và cái dòng xe này á, với hai cái ống sườn nó thẳng đứng song song như vậy á, người ta sẽ kêu là cái xe này nó sẽ sử dụng dành cho nam. Còn mấy cái chiếc xe mà cái ống sườn hơi cong á, thì người ta mặc định là nó sẽ sử dụng dành cho nữ. Mà mình thấy nó cũng vậy luôn, mấy cái xe sườn thẳng thì nhìn nó sẽ mạnh mẽ hơn mấy cái chiếc sườn cong. Còn đây là cái phần khóa truyền của chiếc xe. Cái ổ khóa nó còn rất là mới. Và nguyên lý hoạt động của nó thì khi mà mọi người khóa ngoài sau, nó sẽ rút cái dây cáp ở cái ngoài trước này, nó rút lại ngay chỗ cái chén cổ, làm cho cái cổ xe nó bị đơ theo luôn và nó không có hoạt động được. Khi nào mà mọi người mở cái khóa ngoài sau thì cái phía trước á, nó mới nhả cái dây cáp ra thì mọi người mới sử dụng được bình thường. Bên đây thì mọi người sẽ không có thấy được những cái vết trầy xước ở trên xe, tại vì cơ bản là từ đầu video mình có nói là màu sơn mình đã tút là hết rồi. Nó không phải là màu sơn zin của chiếc xe. Phụ tùng theo xe này thì đa số là zin nguyên bản hết. Đến đây thì cũng đã gần kết thúc video rồi. Nếu mà mọi người xem thấy còn thắc mắc nào, chưa rõ cái chỗ nào thì có thể alo cho mình để mình tư vấn trực tiếp và cụ thể hơn. Ngoài ra thì mọi người nhớ bỏ một chút thời gian ấn đăng ký kênh YouTube Xe Đạp MB để xem thêm nhiều những cái mẫu xe Nhật bãi khác mà mình giới thiệu. Xe Đạp MB chân thành cảm ơn.